Rồi, anh đứng đây bắt đầu. Anh đứng đây ở đây anh hát ca để em quay lên nè. Rồi, tới tặng cho má 10 đi. Má 10 ơi, hôm nay cô Quyền đã chuyển xây cho má 10 về tới Cô Tô đây. Con gặp được má 10, lòng con vui sướng quá chừng. Thấy hạnh má 10 ôi thôi quá tay, nhưng mà nhiệm vụ kia nó nặng nề thay. Xin chúc cho má 10 luôn luôn bình tâm tinh trí, mà dìu dắt để huynh trên bước đường đạo màu. Sau này sẽ được mẹ hiền ban cho thưởng đoán. À má 10 ơi, thôi thì con có đôi lời, chúc má luôn khỏe cái mà lo tu. Bây giờ tôi ở đây này, ngày mai chưa biết tôi về đời đâu, thì tôi sẽ về Tây Phương. Tây Phương là bỏ xác rồi đó, về Tây An được. Lên 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 thì để đi đây. Lên ngồi nói chuyện nghe rồi em. Đã là bạn thì suốt đời là bạn, đừng như sông lúc cạn lúc đầy. Ăn ta có thể ăn nửa bữa được. Cũng như nãy tôi ăn có chén cơm đó, tôi thường thường ăn hai chén không đó. Mà tôi ăn có chén đó. Ngủ ta có thể ngủ nửa giấc được. Bình thường là 7 giờ là ngủ rồi nha. Ở nhà đó, lúc trước á. Nhưng bây giờ 12 giờ ngủ được. Đó. Nhưng mà không thể nào đi nửa đường chân lý, và yêu thì không thể nào yêu bằng trái tim, gửi trái tim. Chọn trái tim mình gửi về cho Phật pháp thì cứ yêu, yêu hết, hết mình luôn. Bây giờ anh Quỳnh nãy giới thiệu em. Anh tên là Quỳnh Quang Hồng. Quỳnh Hoa hay là Quang? Quang, Quang. Quang Hồng. Quang Hồng, đẹp quá, tên đẹp. Tên đẹp mà người không đẹp. Miễn sao, miễn là mình đẹp cái nết là được rồi. Cái nết tính chất cái đẹp ha. Đúng rồi, có cái nết là nó sẽ đẹp được tất cả. Thì tuy nhiên em làm đầu hơn. Nó đang bẹp đấy. Có, em có rồi, cảm ơn anh. Và anh có thể hiện tại thì... anh cũng biết được cái cuộc đời trong hiện tại bây giờ rất là khổ ha, nào là dịch bệnh, nào là thất bát mùa màng, tất cả mọi thứ. Anh có cảm nhận được về vấn đề đó không anh Học? Anh cũng có cảm nhận nhưng mà anh đau lắm. Dạ. Anh nói thẳng là coi như màn bát này nó đã tới bên rồi ha. Dạ. Bệnh dịch đường nó xảy ra tùm lum hết trơn. Dạ. Rồi mùa màng thất bát, bà con mà ăn không được. Dạ. Nó đủ chuyện hết trơn. Mà chính anh là ngày trước anh là thằng ăn mày có lý lắm nha. Có lý là có tiền xài. Còn bây giờ thì thôi hết ngân, đi đường xa mà chẳng có đồng xu. Em nói chuyện với nó cái nó cười rồi thấy thương quá. Sao không cốc rồi đi cốc. Có nghĩa là đến đổi mà cái nghề đó mà còn bị thất nghiệp. Mày đơn đi mà anh có thể mình có những cái suy tư nào mà mình biết được cái cuộc đời này nó sẽ hết dịch hay hoặc là nó tiến tới hoài rồi chúng sanh nó sẽ khổ như thế nào không anh? Theo anh thấy sao anh? Thì cơ bất khả lầu mà anh không dám nói. Thôi mình nói ít thôi, 10 mình nói 1 thôi. Nói đi, không cần nói đi. Nó không để chịu. Em ơi. Nó bệnh rồi. Em hỏi anh thì cảm cho anh quá. Anh dí vô quên. Đường đạo pháp em á thì nó cao hơn anh. Em phải biết nhiều anh rồi. Không thật. Nhưng mà em hỏi vậy thì anh xin nói. Bây giờ trên bước đường này đi tu. Tu thì làm gì? Tu là cội phúc, tinh là giải quan ha. Tu nó không có khó mà cũng không có dễ. Tu là phải biết niệm Phật cho gành. Mà niệm Phật là như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật, ai niệm không được. Niệm Phật gành là phải biết thương người, giúp đỡ cho người, chia sẻ cho người. Đó mới gọi là niệm Phật gành. Còn niệm Phật gành mà Nam Mô A Di Đà Phật, tôi niệm gành quá mà tiền để nhóc túi mà cái người này đi ra đường không có tiền, không móc cho xu nào hết, đó đâu có gành. Ngồi tay không nên lắm, đối đáp nào này kia là... thành ra anh xin nói với em bây giờ trên bước đường này đi, trên bước đường này đi thì anh không có biết làm gì hết, anh chỉ có biết là điều thiện lành thì anh không bỏ qua, điều ác kia trở nên làm chi.
thì sau này sẽ cố gắng trở về cha với mẹ, rằng mẹ cha ta đang ngóng đợi đứa con thờ. Bây giờ còn ở trần gian lang thang lữ thứ kể mà ăn xin. Gió Tiền Giang có bài về nhà của em đó, cho gợi tâm tình thương nhớ tới thành hậu vô đây. Chạy trong này chứ nhớ ra thành hậu đâu nghe, còn ở đây không ai nhớ chứ nghe. Tại vì nói chuyện với thành hậu. Dạ, với đâu phải em. Theo bây giờ em xin hỏi một điều nữa ha, này gặp nhau mình hỏi nhiều cũng kỳ, nhưng mà tại vì thấy anh rất là phóng khoáng, rất là vui. Cho nên em mới hỏi. Vui hai ba lần. Vui. Vui hả? Vậy là không có ba lần ha. Không. À, anh sẽ nhận định cái cuộc đời này nó khổ hay vui, và tu nó vui hay khổ? Đời này á, ta nói tình là bể khổ ha, khổ lắm, nhưng mà tu là phải vui. Bây giờ là hiện giờ nè, nhưng anh đây đã lớn lâu rồi em ơi, dần trăng buồn chơi vơi. Trăng ơi trăng khuất bóng sao đồi, mang tiếng hát ngủ hoài. Vui cuộc đời anh tu anh ăn cơm với muối tiêu, để thịt heo lại cho người yêu. Người yêu dùng thịt heo te tét, còn anh ăn muối tiêu nó cũng ngon. Vậy thì thôi không còn chi nói nữa, vì giờ đây anh đã tu rồi. Mong ban đầu chỉ bấy nhiêu thôi, mấy hàng chữ là mấy lời nhắn nhủ. Thôi anh đã tu rồi, xin chớ có mời cá thịt làm chi. Nãy giờ em mà tới Châu Phú hỏi anh nữa coi. Anh thấy bây giờ như Châu Phú hỏi anh nè. Rồi bắt đầu kính mời Châu Phú có đặt câu hỏi lên cho anh Hồng coi. Dạ. Thì chào anh, hôm nay anh em mình hữu duyên gặp nhau ở đây nè anh. Anh có một cái lời thơ pháp nào mà anh gửi tặng không? Vì lúc nãy anh gửi cái bài thơ pháp mà ăn muối tiêu mà để thịt lại cho người yêu đó, giờ còn lời thơ pháp nào nữa không? Sẵn đây anh gửi tặng cho em một đoạn anh. Em ơi, em đã đi cùng với anh, chuyện về Phật Pháp dù gì thì ta đây chẳng có biết nói gì. Giờ xin chúc cho em hiền, cố tu hoài lên ngang đó em, tu mãi lên để sau về trên. Hò hen, cha mẹ mình đang chờ mong ngóng trong, đứa con thơ còn thất lạc với trần gian. Tu là điều thiện lành ta không bỏ, còn điều ác kia xin chớ có làm gì. Thì sao sẽ được mẹ rước về, rước về tiếng cạnh cái mà du di. Thôi thì anh có đôi lời, chúc em vui vẻ cái mà tu luôn. Đà Phật vỗ tay vì anh còn nữa, còn dạ không. Anh chỉ là tên mà phú hộ tông tiểu thơ, trong đoàn quân về mong cầu kìa, thấy không? Dạ. Người đã thẳng nhiên cưng sẵn sàng đã lên tiếng, người đi về tận chốn biên. Vỗ tay quý vị ơi. Dạ, gì đâu mà có ở đây đâu mà các em phỏng vấn hoài nè. Xin tiểu thơ mau thu xếp hành trang để về mong cầu, cho ở lại nơi này chỉ buồn khó mà thôi. Tôi được lệnh hầu hà tiểu thơ, nếu nàng về tới quê hương thì tôi mới mong thoát cảnh tù đày đau khổ. Hay quá, Di Đà Phật. Tặng cho anh Tấn Dũng bài nữa anh. Ba anh em mà anh tặng có hai nữa. Anh Tấn Dũng anh kiện à. Tấn Dũng đâu? Tấn Dũng chút vô. Chút xíu. Rồi chút xíu ra tặng. Không, bây giờ tặng liền đi. Tặng liền em gửi cho anh vô liền đó. Có vụ đó nữa hả? Ừ, ở Di Đà Phật. Đó,
ok rồi, chào rồi, ha đương, rồi quay ghế cho anh Tấn Dũng đoạn đó coi tặng riêng anh Tấn Dũng nè khoan khoan đúng đi ba anh em ha khoan nha dạ được rồi không thì cũng tội nghiệp á anh Hào rồi đây chút nữa cho thành suốt chút nữa cho thành suốt Dũng Dũng ơi hôm nay ta gặp nhau mà ở cô tô xin chúc cho hiền đệ tôi đường đạo tâm cô mãi tu hoài để sau sẽ trở lại với mẹ hiền mẹ của mình đang chờ mong ông trong đứa con thơ còn thất lạc với trần gian tu mãi lưu tu hoài lên đó nhé thì ngày sau ta sẽ được an nhàn bây giờ còn lữ thứ lang thang thật là khổ ải lắm mà Dũng ơi thôi thì anh có đôi lời chúc em vui vẻ cái mà tu luôn hết vỗ tay rồi Di Đà Phật tôi rút cặp bình rồi đó nha vậy hả rút tặng cho bà con có mặt ở đây bài nữa đi rồi nãy giờ công ta vỗ tay nè nãy giờ đứng đứng đó luôn đứng đi nãy giờ bà con đây nè vỗ tay cho mình tặng cho má mười nè đúng rồi còn okay, tặng má mười kìa rồi tặng má mười luôn ha cho má mười mời quý vị mình thưởng thức rồi ở anh đứng đây bắt đầu anh đứng đây ở đây anh hát ca để em quay lên nè rồi tới tặng cho má mười đi má mười ơi hôm nay cô Quyền đã chuyện say cho má mười về tới cô tô đây con gặp được má mười lòng con vui sướng quá chừng thấy hạnh má mười ôi thôi quá tay nhưng mà nhiệm vụ kia nó nặng nề thay xin chúc cho má mười luôn luôn bình tâm tinh trí mà dìu dắt để huynh trên bước đường đạo màu sau này sẽ được mẹ hiền ban cho thưởng đoán à má mười ơi thôi thì con có đôi lời chúc má luôn khỏe cái mà lo tu mới dìu dắt được mình để má mười chưa lên thiền được chưa có lui được đâu rồi lý do sao không lên thiền đặt một bài hát luôn anh trách nhiệm má mười còn nặng lắm thiền nó như thiền đậu ngoài nó đậu tốt ngoài sao giờ lên được thôi nín luôn đi ô quên hình như nãy giờ tặng vòng vòng chưa tặng em đó quên hả đúng rồi quên đi bắt đầu đâu quên được cái gì quên được chứ cái này không quên được rồi bắt đầu tặng Thành Hậu có ok vì dạ, tôi dạ, biết đây. Rằng tôi kề đàn cho Thành Hậu nghe một lần sau cuối đây chúc cho em luôn mà vui ngang đường đạo tâm thì mãi tu hoài để sau này sẽ thầy ban cho thưởng đó còn anh thì lư thứ lang thang chả có gì để tặng cho em thôi thì Thành Hậu ơi anh chúc cho em được luôn luôn yêu đời và tu mãi lên hoài để sau này mình về trên đó nghe còn ở đây khổ thay người ơi hết anh ơi nãy giờ anh tặng anh tặng cho anh Tấn Dũng là anh cũng đã tặng là cái tên Tấn Dũng và tặng cho Thành Hậu tên Thành Hậu sao tặng cho Châu Phú không nghe tên nè bà con ta coi ta không biết tặng cho em sao Châu Phú nghĩa là đẹp nhưng là đẹp gấp hai vậy hả bây giờ anh cái tặng... tên đẹp thêm cái thân người anh tặng giùm cho em phải có tên để bà con coi mới biết anh đã tặng cho Châu Phú đợi ơi chớ lên dạ, tặng không giới thiệu hôm nay có cặp cho Thành là có chút chấu kênh bên Châu Phú ơi anh em ta đã gặp nhau lần này là lần thứ hai phải nói là mình cũng đã có duyên phải không hỡi em hiền thì ta cố gắng đi hoài đường đạo màu thì đừng nên bỏ lơi sau này đây ta sẽ được cùng nhau về sum họp với nhau đó nhé thì em tôi hãy cố yên lòng
mình yên tâm đi nha châu phu ơi, ngày sau sẽ được cận kề bên nhau. Anh mà nói thật em hiền, anh đây thương lắm cái mà châu phu đây. Anh Hồng á, Quỳnh Quang Hồng, Quang Hồng, Quang Hồng, Quang Hồng. Dạ anh Hồng ơi, anh em mình gặp nhau đã 2 lần rồi, thì là cũng là một cái duyên. Bây giờ em gieo duyên đổ xăng là 200, quý cô chú mạnh thường quân hỗ trợ tiền xăng để em đổ xăng đó, thì anh em mình chia sẻ nhau gặp 2 lần rồi. Dạ bây giờ anh xin chân thành là tại em dạ. Anh không có đổ xăng dạ. Đi xem đơn không ạ? Dạ rồi, chúc sức khỏe an lạc nha. Dạ, dạ. Rồi, xin kính chào A Di Đà Phật. Dạ chơi gì bữa nay bắt tôi lên đài vậy? Nào giờ có lên đâu để hả? Thôi giờ nào giờ lên thì bây giờ mình lên. Anh em xin cầu chúc cho anh Hồng luôn luôn được bình an, trí huệ phát khai và sức khỏe tràn đầy và gặp được nhiều may mắn. A Di Đà Phật. Bởi vì cho nên mới có cái câu của thầy nói, người làm đúng với tầm trong kén có muôn tơ bao bọc tấm thân vậy đó. Dạ, anh về tới đây anh hết tiền rồi vậy đó ha. Thôi bây giờ em tặng anh có tiền mai đi xe. Dạ anh ở đâu lận? Anh ở cái mè đi đến đây lang thang lữ thử khắp mọi ngày. Xuân xanh nay tròn 62 tuổi, đã có vợ rồi bị đuổi đi hết. Dạ A Di Đà Phật, thương quá. Kế tiếp sau đây thì anh Hồng đi về đây á là hết tiền rồi quý vị. Hết tiền đổ xăng mà châu Phú cũng còn có 300.000 nè quý vị. Bây giờ là lì xì 200 rồi, giờ tới Thành Hậu ứng. Giờ Thành Hậu đi mấy ngày nay cũng hết tiền. Bây giờ tiền đâu ra? Mượn của châu Phú đây 200 Thành Hậu cho anh Hồng nhé. Đa tạ Thành Hậu nhiều đó nha Thành Hậu ơi. Trời ơi, tự nhiên gần anh Hồng cái vô điển luôn chẳng. Kỳ cục. Ôi mình có chừng luôn. Mình có chừng luôn. Cũng bà con cũng gửi tiền cho Thành Hậu để đi đổ xăng để làm chương trình thiện nguyện, mà thấy anh cũng có cái duyên duyên với Phật pháp rất là sâu dày, thì thôi Thành Hậu xin hùng với anh để đi tới lui để có công việc đạo đức của mình thấy anh. Dạ nó môi đồng anh xin đa cảm với em nha. Dạ A Di Đà Phật, chúc anh sức khỏe. Dạ thương quá, tôi để làm xúc động như lắm. Dạ A Di Đà Phật, thương quá. Khóc mà không khóc được. A Di Đà Phật thương quá. Thành Hậu em có gia đình hả? Dạ em có gia đình. Em được mấy đứa con? Dạ hai đứa con. Em nay nhiêu tuổi? Dạ 43.